Laudetur Jesus Christus, ngợi khen Chúa Giêsu Kitô. Chương trình Thế giới nhìn từ Vatican xin kính chào quý vị và anh chị em trong tình yêu thương của Chúa Kitô và Mẹ Maria. Quý vị và anh chị em đang theo dõi phóng sự đặc biệt về chuyến tông du của Đức Thánh Cha tại Nhật Bản. Kính thưa quý vị và anh chị em, như chúng tôi đã đưa tin, lúc 10 giờ sáng 25 tháng 11, Đức Thánh Cha đã có cuộc gặp gỡ với các nạn nhân của ba tai ương, động đất, sóng thần và tai nạn nguyên tử năm 2011. Sau đó, Đức Thánh Cha có cuộc gặp riêng với Nhật Hoàng. Buổi chiều, Đức Thánh Cha đã dâng thánh lễ tại sân vận động Tokyo Dome vào lúc 16 giờ. Sân vận động Tokyo Dome được xây dựng tại quận Bangko của Tokyo. Việc xây dựng sân vận động bắt đầu vào ngày 16 tháng 5 năm 1985 và được khánh thành vào ngày 17 tháng 3 năm 1988. Sân vận động này có sức chứa tối đa là 57.000 người với 42.000 chỗ ngồi. Tokyo Dome có biệt danh là The Big Egg và nhìn xa nó giống một quả trứng khổng lồ. Như chúng tôi đã có lần thưa với quý vị và anh chị em, giáo hội Nhật có 3 tổng giáo phận và 13 giáo phận. Tổng giáo phận Tokyo được kể là lớn nhất với 96.811 người Công giáo trong tổng số 37 triệu dân, tức là chiếm 0.25% dân số. Tổng giáo phận có 334 linh mục, 340 nam tu sĩ không có chức linh mục và 1.320 nữ tu. Anh chị em giáo dân sinh hoạt trong 75 giáo xứ. Hiện nay, tổng giáo phận được lãnh đạo bởi Đức Tổng giáo mục Thasiusus Isao Kakuchi, 61 tuổi. Trước chuyến tông du của Đức Thánh Cha, Đức Tổng giám mục Thasiusus Isao Kikuchi đưa ra một nhận xét khá bi quan rằng việc truyền giáo tại Nhật khó lòng có thể có những kết quả tỏ tường. Trước đây, việc dạy tiếng Anh là một trong những thế mạnh của các nhà truyền giáo và có khả năng tạo ra các điều kiện truyền giáo thuận lợi. Ngày nay, lợi thế đó không còn nữa vì tiếng Anh được dạy rộng rãi trong các trường học ngay từ bậc tiểu học. Kính thưa quý vị và anh chị em, thánh lễ này có thể được coi là một dấu chỉ tỏ tường cho thấy sự lớn mạnh của Cộng đoàn Công giáo Việt Nam trong lòng Giáo hội Nhật Bản. Người Công giáo Việt Nam hiện diện rất đông trong thánh lễ. Một trong những ý nguyện được đọc bằng tiếng Việt và trong phần hiệp lễ, một bài thánh ca Việt Nam đã được hát lên. Trong bài giảng, Đức Thánh Cha nói: L'Evangelio que hemos escuchado es parte del gran primer sermón de Jesús. Lo conocemos como el sermón de la montaña y nos describe la belleza del camino que estamos invitados. Phúc âm chúng ta vừa nghe là một phần trong bài giảng quan trọng đầu tiên của Chúa Giêsu. Chúng ta thường gọi đó là bài giảng trên núi. Và bài giảng ấy mô tả cho chúng ta vẻ đẹp của con đường chúng ta được mời gọi dõi theo. Trong Kinh Thánh, ngọn núi thường là nơi Thiên Chúa hiện ra và mặc khải về Ngài. Hãy đến đây với ta, Chúa nói với ông Môi-se. Đó là một ngọn núi mà ta không thể đạt đến đỉnh bằng sức mạnh ý chí hay bậc thang công danh trong xã hội, nhưng phải bằng cách chăm chú, kiên nhẫn và nhạy cảm lắng nghe Thầy ở mỗi ngã rẽ của cuộc đời. Đỉnh núi trình bày với tất cả chúng ta một viễn cảnh mới mẻ hơn bao giờ, với trọng tâm là lòng thương xót của Chúa Cha. Trong Chúa Giêsu, chúng ta bắt gặp đỉnh cao của ý nghĩa con người. Ngài chỉ cho chúng ta con đường dẫn đến sự viên mãn, vượt quá mọi hy vọng và kỳ vọng của chúng ta. Nơi Ngài chúng ta gặp gỡ một cuộc sống mới, trong đó chúng ta nhận ra rằng chúng ta là con cái yêu dấu của Chúa. Tuy nhiên, tất cả chúng ta đều biết rằng trên đường đi, tự do trở thành con cái của Chúa có thể bị đè nén và suy yếu nếu chúng ta bị bao vây trong một vòng lẩn quẩn những lo lắng và cạnh tranh, hoặc nếu chúng ta tập trung tất cả sự chú ý và năng lượng của mình vào việc điên cuồng theo đuổi năng suất và chủ nghĩa tiêu dùng như là tiêu chí duy nhất để đo lường và xác nhận những lựa chọn của chúng ta, hoặc để định nghĩa chúng ta là ai hoặc chúng ta có giá trị gì. Cách đo lường mọi thứ như thế từ từ làm cho chúng ta trở nên cứng nhắc
và thiếu nhạy cảm trước những điều thực sự quan trọng. Thay vào đó, nó khiến chúng ta hổn hển chạy theo những thứ thừa thãi hoặc phù du, háo hức để tin rằng tất cả mọi thứ đều có thể được sản xuất, đều có thể có được hoặc kiểm soát được, bóp nghẹt và xiềng xích linh hồn chúng ta biết chừng nào. Ở Nhật Bản này, trong một xã hội có nền kinh tế phát triển cao, những người trẻ tôi gặp sáng nay đã nói chuyện với tôi về tình trạng nhiều người bị cô lập về mặt xã hội. Họ vẫn mãi đứng bên lề xã hội, không thể nắm bắt được ý nghĩa của cuộc sống và sự tồn tại của chính mình. Càng ngày, gia đình, trường học và cộng đồng, vốn là những nơi chúng ta hỗ trợ và giúp đỡ lẫn nhau, càng bị xói mòn bởi sự cạnh tranh quá mức trong việc theo đuổi lợi nhuận và hiệu quả. Nhiều người cảm thấy bối rối và lo lắng. Họ bị choáng ngợp bởi quá nhiều yêu cầu và những lo lắng cướp đi sự bình yên và ổn định của họ. Những lời của Chúa tác động lên chúng ta như một thứ dầu thơm làm tỉnh táo, khi Ngài bảo chúng ta đừng bối rối nhưng hãy tin tưởng. 3 lần Ngài khẳng định với chúng ta: anh em đừng lo lắng về ngày mai, ngày mai cứ để ngày mai lo. Đây không phải là một sự khuyến khích bỏ mặc những gì xảy ra xung quanh chúng ta hoặc vô trách nhiệm về nhiệm vụ và trách nhiệm hàng ngày của mình. Ngược lại, đó là một lời mời gọi thiết lập lại các ưu tiên của chúng ta trên một chân trời rộng lớn hơn về ý nghĩa và do đó tìm được tự do để nhìn mọi sự theo cách của mình. Trước hết hãy tìm kiếm nước Thiên Chúa và đức công chính của người, còn tất cả những thứ kia người sẽ thêm cho. Chúa không nói với chúng ta rằng những nhu yếu phẩm cơ bản như thực phẩm và quần áo là không quan trọng. Thay vào đó, Ngài mời gọi chúng ta đánh giá lại các quyết định hàng ngày của mình và không bị kẹp hoặc cô lập trong việc theo đuổi thành công bằng bất cứ giá nào, bao gồm cả cái giá phải trả là chính cuộc sống của chúng ta. Não trạng thế gian chỉ đánh giá cao lợi nhuận hoặc những gì một người giành được trong thế giới này với một thái độ ích kỷ, chỉ theo đuổi hạnh phúc cá nhân, mà trong thực tế khiến chúng ta vô cùng bất hạnh và trở thành nô lệ, cũng như cản trở sự phát triển đích thực của một xã hội thực sự hài hòa và nhân bản. Trái ngược với cái tôi cô lập, khép kín và thậm chí là ngột ngạt, chỉ có thể là tiếng chúng ta được chia sẻ, cởi mở và thông truyền. Tiếng gọi của Chúa nhắc nhở chúng ta rằng chúng ta cần phải thừa nhận một cách hân hoan rằng cuộc sống của chúng ta về cơ bản là một hồng ân và tự do của chúng ta là một ân sủng. Ngày nay đó không phải là điều dễ dàng trong một thế giới nghĩ rằng nó có thể tự mình tạo ra những điều nhất định như là hoa trái của óc sáng tạo hoặc sự tự do. Trong bài đọc thứ nhất hôm nay, Kinh Thánh cho chúng ta biết thế giới của chúng ta đầy ắp cuộc sống và vẻ đẹp, trước hết là một ân sủng quý giá của Đấng Tạo Hóa. Thiên Chúa thấy mọi sự người đã làm ra quả là rất tốt đẹp. Thiên Chúa ban cho chúng ta vẻ đẹp và sự tốt lành này để chúng ta có thể chia sẻ nó và trao ban nó cho những người khác, không phải với tư cách là chủ nhân ông, nhưng là những người chia sẻ trong cùng một giấc mơ sáng tạo của Chúa. Sự chăm sóc đích thực cho chính cuộc sống của chúng ta và mối quan hệ của chúng ta với thiên nhiên là không thể tách rời khỏi tình huynh đệ, công lý và lòng trung tín đối với người khác. Trước thực tại này, chúng ta được mời gọi trong tư cách là một cộng đồng Kitô giáo hãy bảo vệ tất cả sự sống và làm chứng với sự khôn ngoan và can đảm cho một lối sống được ghi dấu bởi lòng biết ơn và lòng trắc ẩn, sự rộng lượng và lắng nghe đơn sơ, một khả năng nắm bắt và chấp nhận cuộc sống như nó là, với tất cả sự mong manh của nó, đơn sơ của nó và quá thường là những mâu thuẫn và phiền toái của nó.
Chúng ta được kêu gọi để trở thành một cộng đồng có thể học tập và giảng dạy về tầm quan trọng của việc chấp nhận những điều không hoàn hảo, không tinh khiết hoặc không vô trùng, nhưng không kém phần xứng đáng với tình yêu. Là một người tàn tật hoặc yếu đuối thì không xứng đáng với tình yêu sao? Một người là người nước ngoài, một người phạm lỗi, một người đau ốm hay tù đầy, người đó không xứng đáng với tình yêu sao? Chúng ta biết những gì Chúa Giêsu đã làm. Ngài ôm lấy người phong hội, người mù, người bại liệt, người pha-ri-seo và những người tội lỗi. Ngài chấp nhận người trộm lành trên thập tự giá và thậm chí chấp nhận và tha thứ cho những người đóng đinh Ngài. Việc loan báo tin mừng sự sống khẩn thiết đòi hỏi chúng ta như một cộng đồng phải trở thành một bệnh viện dã chiến, sẵn sàng chữa lành những vết thương và luôn luôn đưa ra một con đường hòa giải và tha thứ. Đối với người Kitô hữu, tiêu chí khả thi duy nhất mà qua đó chúng ta có thể đánh giá mỗi người và mỗi hoàn cảnh là tiêu chí của lòng thương xót Chúa Cha dành cho tất cả con cái Ngài. Hợp nhất với Chúa trong sự hợp tác và đối thoại không ngừng với những người nam nữ có thiện chí, kể cả những người có niềm tin tôn giáo khác, chúng ta có thể trở thành men có tính tiên tri cho một xã hội ngày càng bảo vệ và quan tâm đến mọi sự sống. Non renovamos nostra volontà teme ad omnes evangelii letizia, afferendi fidente al precepto. Được đổi mới quyết tâm truyền đạt niềm vui tin mừng đến cho tất cả mọi người. Giờ đây, chúng ta hãy dâng lời cầu nguyện lên cùng Chúa với lòng tín thác. That our gracious God may give strength and courage to Francis, our Pope, and to our bishops. May the shepherds who lead God's people. Lạy Thiên Chúa là Cha nhân từ của chúng con. Xin Chúa ban sức mạnh và sự can đảm cho Đức Thánh Cha và các giám mục của chúng con. Xin cho các vị mục tử chăm sóc dân Chúa bằng lời nói và hành động, có thể làm hết sức mình để tôn trọng, bảo vệ và yêu thương tất cả cuộc sống. Chúng con cùng cầu xin Chúa. Xin Chúa nhắm lời chúng con. Lạy Thiên Chúa là nguồn mạnh mọi sự khôn ngoan. Xin soi sáng cho những nhà lãnh đạo các quốc gia trên toàn thế giới để họ biết nhận ra các giá trị cao quý của từng loài thọ tạo. Xin cho họ cũng biết thông qua hành động và đối thoại để tiếp tục gìn giữ và bảo vệ thay vì phá hủy thế giới mà chính Chúa đã trao tặng cho loài người chúng con. Kamiyo, watashitachi no inori o kikirete kudasai. Xin Chúa nhắm lời chúng con. 災害に苦しむ人たち。 災害に苦しむ人のために祈ります。
Lời Thiên Chúa là cha giàu lòng thương xót. Sẽ nhìn đến những người mà cuộc sống đang bị đe dọa bởi thiên tai và tai nạn hạt nhân. Xin Chúa cho mọi người biết rằng mọi cuộc sống đều đến từ bàn tay của Thiên Chúa và được đổ tràn đầy tình yêu của Thiên Chúa. できますように神よ私たちの祈りを聞き入れてください神これはみんな祈りですからねこうみんなに伝えるっていうよりも神様っていうそういう思いを持ってみんなもこの気持ちで思ってよっていう呼びかけそういう感じですね사랑의근원이신아버지하느님일본교회를당신의은총으로이끌어주소서Lạy Thiên Chúa ngài một mặt tình yêu, xin Chúa nâng đỡ và hướng dẫn giáo hội tại Nhật Bản, cùng với giáo hội khắp châu Á, xin cho chúng con có thể công bố tin mừng của cuộc sống qua việc chào đón thông điệp Laudato Si của Đức Giáo Hoàng Francisco và bảo vệ ngôi nhà chung của chúng ta. chúng con cùng cầu xin Chúa xin Chúa nhận lời chúng con. 次がタガログ語ですね。困難の中にある人。Panginoon naming bukal ng tanang kabanalan. Lạy Chúa, sinasamo là nguồn mặt ơn cứu rỗi, xin nâng đỡ những người tị nạn và di cư vì chiến tranh và đàn áp dahil sa và những người rời quê hương đi làm việc ở Nhật Bản. Mo ng lakas xin cho chúng con có thể xây dựng một xã hội nơi quyền con người của mỗi người được bảo vệ không có ngoại lệ nào và xin cho tất cả mọi người được chấp nhận at với tình yêu và lòng trắc ẩn. Ang kanilang mga karapatang ang tao. Chúng con cùng cầu xin Chúa, xin Chúa nhận lời chúng con. Lạy Cha, xin soi sáng lòng trí mọi người nam nữ với ánh sáng của Chúa Thánh Thần. Xin cho chúng con trở nên công cụ của tình yêu chúng con và trong cuộc sống thường nhật của chúng con. Xin cho chúng con biết quan tâm đến việc chăm sóc thiên nhiên, quan tâm đến công lý cho người nghèo, dấn thân tích cực phục vụ xã hội và xin cho chúng con tìm được một cuộc sống bình an trong nội tâm và một cuộc sống bình an.神よ、私たちの祈りを聞き入れてください。Misericordios Deus, abre nuestros corazones y enunos guardate et illumina cuius perfide iter per Christum Dominum nostrum. Chúng con cầu xin nhờ Chúa Kitô, Chúa chúng con. Ở đây, Misa の最初の部分、第一部分。Ti aiutai eseguito li peccata mundi, beati a cena nani invocati sunt. お子様が今パンとぶどしをいただいてこれからみんながいただいていくっていうふうになりますね祭壇では何人かに教皇様がきっとそうでしょうね、うん、本当はみんなが教皇様からねパンいただいたら嬉しいんだけど、まあ、そうもいきませんからね鈴木神父も先ほど言われたんですけど私の記念としてっていうこの記念っていうのはメモリーそうねそれすごい難しい質問というか
どういう意味で記念なのかなっていうことはその後の弟子たちがずっと考えてきたんです、うんうん、私の記念ってどういうことなのかなって、うん、ただ過去を繰り返すのでいいのかなって、でもその過去が今も主よあなたの食卓に今預からせていただくんだって、そういう受け止め方でいいのかなとかね、いろいろと記念っていう言葉はとても大切な言葉ですね、うん、鈴木神父はどう思われますか。鋭い質問ですね。そうね、私は信者として信じる者としてこの今主のパンをいただきますという時にいただきますって済んじゃいけないなって、私も主が生きられたように生きること、主がなんていうか私は主を信じてますよというのが見える形になるような証の生き方といいましょうかね、うん、そういう生き方ができる時にあなたを記念することになるだろうな、うん、そしてパンですからこれは力のもとですから、ね、あなたを証しするそんな歩みができるように私の力になってくださいとか、そういう思いを持ってこのパンをいただきますね、うん、だからここで完結しちゃいけないんで、これからの生き方、パンをいただいた後の生き方であなたが記念できてるかできてないかが分かるぞっていう、そういう受け止め方ですね、うん、ちょっと重いんですけどね、軽くパクッとっていう感じではない、パクッといただいて終わりは楽なんですけどね様だってこれね、私の記念っていう時に相当の思いがあったと思う。この翌日は彼殺されていくわけですからね、最後の時ですから私の記念としてってどんな思いが主にあったかなっていうことを考えながら私たちはその言葉を受け止めていく。ブドウ酒につけていただくんですね。そうですね、基本的にはパンとブドウ酒と両方いただきます。それは教会によってもいろんな形があるんですが、両方いただくときは普通はつけますね。それが一番手っ取り早いやり方です。主祭たちを見ていると、パンはパンでいただいてブドウ酒はカリスからいただくっていうね、そういういただき方もありますね。硬いんですか。硬くない、うん、大体はちっこければ口に入れれば溶け始める、うん、だから噛まなくて済むっていうぐらいね。大きいのだと時間かかるからバリバリ噛みますけどね。Chương trình của chúng tôi đến đây là hết. Xin quý vị và anh chị em giúp phổ biến rộng rãi chương trình này đến với gia đình, thương quyến và bạn bè xa gần như một cách thức để truyền giáo. Mọi ý kiến đóng góp xin gửi về địa chỉ vaticantv@gmail.com. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị và anh chị em trong lần phát hình tới. Laudetur Jesus Christus, ngợi khen Chúa Jesus Kitô.